Nhà đất TV xin kính chào quý chị khách hàng. Ngày hôm nay nhà đất TV có mặt tại hẻm 497 đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây chúng ta có một căn nhà giá rẻ nha. Nhà này có diện tích là 4x10, một lầu, 2 phòng ngủ, với giá chủ đang kêu bán hiện tại là 2.250 tỷ. Nhà giá cực kỳ rẻ luôn cái gì vậy. Nhà bên trong còn mới nha, hiện trạng còn mới. Do mình đi mà mình quên mang chìa khóa cho nên là không có mở cửa vô trong được. Xin quý khách chị khách hàng thông cảm ha. Anh chị nào mà có quan tâm thì liên hệ với số điện thoại của mình trên góc màn hình bên phải rồi. Gọi trực tiếp cho mình sẽ dẫn cho mình vào bên trong xem nhà luôn nha. Cho lần này không có đem chìa khóa cho nên mình cứ quay luôn. Mong mọi người thông cảm nha. Đối diện con hẻm này, đây là nhà cao tầng hết nha quý vị. Nhà đẹp không à. Cho nên mọi người mua nhà này rất là yên tâm. Clip của mình đến đây cũng kết thúc và xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn.